tôi có ý kiến đúng cho chặt. Ở đây cái việc của con tôi nó rất là oan nghiệt và có rất nhiều cái phần khất, rất nhiều cái vấn đề mà không được rõ ràng sáng tỏ, kể cả từ trong quá trình điều tra gia đình chúng tôi chưa cảm nhận được cái vấn đề gì sáng tỏ. Vì vậy trong cái bảng cáo trạng này tôi thấy rất sơ sài và chưa chỉ rõ được hết tất cả những sai phạm cũng như những cái việc nó logic hoàn toàn và khớp với nhau. Tôi đề nghị ủy tòa xem xét và bổ sung những phần. Thì trong trường hợp này Mai đăng ký là trong trường hợp này là mặc dù không có chứng từ mà gia đình chi phí hết bao nhiêu để ở đây về chi tiết thì xin thưa với quý tòa, chúng tôi chỉ đưa ra cái chi phí của ngoài việc mai táng, mai chay, lễ vân vân và tất cả một số các chi phí khác, chúng tôi thì có một con số tổng. Chúng tôi vì rất nhiều cái suy nghĩ và việc khác nên chúng tôi cũng không chưa liệt kê chi tiết và chỉ mới ghi ra một con số tổng. Tổng là bao nhiêu? Tôi tổng chi phí của ba bị cáo và những người khác có liên quan nếu có, chúng tôi yêu cầu bồi thường về thiệt hại chi phí, tất cả các chi phí là 1,5 tỷ. Trong đấy về việc cô giáo, chúng tôi đã không yêu cầu cô Thủy về vấn đề chi phí bồi thường thì chúng tôi sẽ tự giảm trừ đi với con số mà chúng tôi đề ra là khoảng 1 tỷ.